Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử chồng Lâm Khánh Chi, Trần Phi Hùng, chuyện tình của cặp đôi nổi tiếng. Lâm Khánh Chi là nữ ca sĩ chuyển giới nổi tiếng trong showbiz. Vì vậy, chuyện tình cảm của cô luôn được khán giả quan tâm. Chồng Lâm Khánh Chi là ai? Tên thật Trần Phi Hùng, năm sinh 1985, quê quán Nam Định, nơi sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp, doanh nhân. Trần Phi Hùng là một doanh nhân chuyên kinh doanh ở Vũng Tàu. Anh thua Lâm Khánh Chi 8 tuổi và có vẻ ngoài khá điển trai. Anh bắt đầu được chú ý khi lên xe hoa cùng Lâm Khánh Chi. Gia đình khá giả, công việc ổn định và luôn yêu thương vợ con. Trần Phi Hùng luôn được bà bả khen ngợi trên các trang báo. Hiện nay, anh vừa kinh doanh riêng và phụ giúp việc kinh doanh cũng như làm quản lý cho Lâm Khánh Chi. Chuyện tình yêu của Trần Phi Hùng và Lâm Khánh Chi. Lần đầu gặp nhau của cả hai. Cả hai gặp nhau lần đầu khi Lâm Khánh Chi đi diễn tỉnh và Phi Hùng thì đi với người bạn chỉnh nhạc. Nhìn vào cánh gà, cô bắt gặp có một chàng trai nhìn mình say đắm. Và anh cũng chia sẻ rằng khi nhìn thấy cô, anh đã yêu mất rồi. Sau lần đó, cả hai có nói chuyện, từ bạn tâm giao đến thành một nửa không thể thiếu trong cuộc sống. Ban đầu khi đi cùng nhau, mọi người chỉ nghĩ rằng Phi Hùng là quản lý của Lâm Khánh Chi. Mẹ của anh không quá đồng ý với chuyện tình này, nhưng Lâm Khánh Chi đã chinh phục được người mẹ chồng khó tính. Và mẹ anh cũng thuyết phục cha mình tác thành cho mối quan hệ này. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2017, thì cả hai tổ chức đám cưới và nhận được nhiều lời chúc phúc của gia đình, bạn bè và fan hâm mộ. Vì Lâm Khánh Chi có điều kiện kinh tế tốt và sự chênh lệch về tuổi tác, nên anh vướng phải tin đồn cưới vợ vì tiền. Phi Hùng đã lên tiếng bác bỏ và chia sẻ, nếu yêu vì tiền thì có rất nhiều người chứ đâu riêng gì Khánh Chi có tiền. Tôi đến với bà xã bằng tình yêu thật sự nên không đặt nặng vấn đề tiền hay không tiền, nổi tiếng hay không nổi tiếng, người này hay người kia. Quan trọng là tôi yêu cô ấy yêu tôi và chúng tôi đi đến hôn nhân, thế thôi. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Lâm Khánh Chi. Sau khi kết hôn, cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ ấm áp cùng thân mật. Lâm Khánh Chi trước khi phẫu thuật thẩm mỹ đã lưu trữ tinh trùng của mình, cô qua Thái Lan và nhờ một người phụ nữ mang thai hộ từ tinh trùng của mình và trứng của chị dâu. Khoản chi phí này khoảng 1 tỷ. Tháng 1 năm 2019 thì Lâm Khánh Chi đón con về Việt Nam để nuôi dưỡng. Con trai của cô được đặt tên là Trần Huỳnh Thiên Long. Đến nay, cậu bé đã được 2 tuổi và cực kỳ dễ thương. Từ khi có con, Lâm Khánh Chi tâm sự rằng chồng cô bớt chơi điện tử và lo phụ vợ chăm con. Điều này khiến cô thấy ấm áp và hạnh phúc. Khoảng tháng 4 năm 2020, cô chia sẻ rằng đã bồng con về nhà mẹ đẻ. Nhiều người nghĩ rằng hôn nhân của cô đã tan vỡ. Nhưng Lâm Khánh Chi chia sẻ rằng cãi vã nhau là gia vị trong cuộc sống hôn nhân. May mắn là cả hai đã thấu hiểu nhau và quay về sống chung như bình thường. Lâm Khánh Chi đang có ý định có thêm một đứa con nữa. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.